Tôi không có nghĩ là một tô bò kho 40 cành mà lại chất lượng tới như vậy. Trời ơi, một tô quá trời thịt luôn nha, múc giá nào là chất lượng giá đó. Chủ yếu là phục vụ cho sinh viên và người dân lao động, bởi vậy vừa ngon vừa rẻ vừa no. Ngoài bò kho ra thì ở quán còn có mì, hủ tiếu, bún phở. Bò kho thì sẽ có hủ tiếu bò kho hoặc là bò kho bánh mì. Ở Tân Phú tôi nghĩ là nhắc tới bò kho cây Âu Cơ là chắc là sẽ nhiều người biết á mọi người, tại vì tối ở quán này đông dữ lắm luôn. Mà chị chủ hào sảng lắm luôn nha mọi người ơi, múc giá nào là chất lượng giá đó, nhiều khi thấy khổ khổ quá là cho thêm luôn. Nhìn cái nồi nước lèo mọi người là chỉ có đúng hai từ để diễn tả thôi là chất lượng nha mọi người ơi. Trời ơi, tôi nói thiệt luôn, cái tô nào topping nó cũng nhiều hết trơn á, thiệt sự luôn nha. Mới đầu tôi còn nghi ngờ là cái tô này nó giá nó phải hơn 40.000 chứ không thể nào 40.000 mà nó lại nhiều tới như vậy. Trời ơi, mà bò kho đỉnh lắm luôn nha mọi người, tôi khẳng định với mọi người là rất ngon luôn. Thịt bò được hầm mềm, nước dùng đậm đà, béo béo và có vị cay nha. Ai không ăn cay được thì nhớ dặn chị chủ giảm cay lại. Ngoài ra điểm trừ nhỏ là hơi nhiều dầu nhưng mà vẫn ngon. U là trời, mọi người có tin cái tô phở này là 40 cành không, tới tận 2 cục bò viên và rất là nhiều thịt và nạm luôn nha mọi người. Phần nước lèo thì thanh thanh khá là ngọt xương, mà tôi thích ăn nhất là cái bò viên của quán dai dai sực sực rất là ngon. Hay ăn đậm đà thì nên cho xíu tương vô là vừa vậy luôn. Còn phần này là bún cá nha mọi người, cũng 40 cành thôi mà quá trời topping luôn, nào là tôm là mực nè mọi người ơi, ba miếng chả luôn nha mọi người và rất là nhiều cá lóc luôn. Mà tôi thấy bún cá ở quán là nó thơm mùi mắm hơn so với những chỗ khác, cái phần nước lèo rất là ngọt và thơm mùi cá. Tôi thì tôi ghiền bò kho, còn ông anh tôi là ông ghiền cái bún cá ở đây lắm luôn hả mọi người. Ngoài ra thì còn có các loại sinh tố nước ép nữa, giá cũng rất là ok luôn. Tôi sẽ để menu ở đây cho mọi người xem nha. Địa chỉ ở 615 Âu Cơ Tân Phú.